Hello, xin chào anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Mấy hôm gần đây, cơn sốt Ice Cream 4 lẫn Granny 3 còn chưa hết hot thì cộng đồng game kinh dị lại tiếp tục dần dần vì một tựa game khác. Đó chính là The Baby in Yellow. Đúng kiểu bỗng nhiên hot luôn ấy, chứ game này ra mắt cách đây lâu lắm rồi. The Baby in Yellow là một game mô phỏng kinh dị góc nhìn thứ nhất với nội dung mới lạ nhưng không kém phần rùng rợn. Trong đó nhiệm vụ của anh em là trông một đứa trẻ kỳ quặc có hành vi bất thường. Bất thường là Mi Game tôi nói giảm nói tránh rồi đấy, thằng nhóc này nó dị lắm luôn. Anh em sẽ nghĩ một tựa game chỉ có việc trông trẻ dù có hơi dị một chút thì làm quái gì có cốt truyện để ông Mi Game làm nhỉ? Thế thì cái trình chém gió thông thạo 7 của Mi Game để làm cảnh hay gì bạn tôi ơi? Trong video này, Mi Game tôi sẽ phân tích một vài chi tiết thú vị trong The Baby in Yellow cũng như liên hệ tựa game này đến những đứa trẻ bị quỷ ám vô cùng đáng sợ có thật ở ngoài đời. Anh em muốn tôi show mặt lắm phải không? Vậy thì hãy tích cực nhấn nút đăng ký để mở khóa mặt của Mi Game. Sắp càng nhiều, mở càng sớm nha anh em. Giờ thì vô video luôn cho nóng nào. Theo Mi Game tôi tìm hiểu, The Baby in Yellow được phát triển bởi Team Terrible. Tựa game chính là bài dự thi của họ tại cuộc thi làm game indie GMTK Jam 2020. Được biết cả nhóm chỉ mất 48 tiếng để viết nên tựa game này mà thôi. Sau khi được tung lên Google Play và mới đây là App Store, The Baby in Yellow đã gây sốt trong cộng đồng yêu game kinh dị với cả triệu lượt tải về tính đến thời điểm Mi Game làm video. Vậy thì con game này có gì mà lại hot đến như vậy? Chuyện sẽ chẳng có gì khi đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường. Đây là một đứa trẻ sẽ biến game mô phỏng công việc trông trẻ của bạn thành một game kinh dị. Nó có năng lực của quỷ dữ và bạn sẽ có những pha thoát tim trong căn nhà ma quái đó. Cách chơi thì rất là đơn giản. Bạn cứ làm nhiệm vụ của một người trông trẻ cần làm theo mốc các nhiệm vụ mà game yêu cầu. Tuy nhiên sẽ có một vài lúc bạn thấy những hiện tượng lạ xảy ra trong ngôi nhà này và nó có thể khiến bạn thót tim. Đây là một game không dành cho những con tim yếu đuối, mong manh dễ vỡ đâu nhỉ. Vì được làm ra chỉ trong vòng 2 ngày nên thao tác trong game cũng rất đơn giản để anh em không bị phân tâm bởi những màn tra tấn tinh thần của thằng nhóc này. Chỉ cần làm theo những gì game yêu cầu bên góc trái màn hình là được. Khi giải quyết các thử thách, anh em sẽ tìm hiểu về đứa trẻ và lý do vì sao nó lại hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng đừng mất cảnh giác vì nó có thể tấn công anh em bất cứ lúc nào. Hãy làm những gì có thể để giải quyết bí ẩn đằng sau hành vi kỳ lạ của đứa bé này nếu anh em muốn sống sót qua đêm. Các nhiệm vụ đơn giản chỉ là lấy sữa, thay tã và cho em bé ngủ. Nếu lấy sữa thì anh em hãy vào căn phòng ở chân cầu thang, mở tủ lạnh ra và anh em sẽ thấy sữa. Thay tã thì anh em hãy vào căn phòng vệ sinh ở cạnh ghế sofa xem tivi. Đặt em bé ở cái bàn và lấy tã ở ngay gần ngoài cửa. Từ lúc anh em sẽ thấy một số hiện tượng lạ xảy ra khi làm nhiệm vụ. Trên lầu sẽ có căn phòng cuối cùng và căn phòng ở đầu cầu thang là mở được cửa. Căn phòng cuối cùng sẽ là nơi anh em để em bé ngủ, còn căn phòng ngay đầu cầu thang anh em sẽ mở được khi đến ngày thứ 3. Nơi đây sẽ chứa một vật phẩm gọi là talisman dùng để khắc chế con quỷ trong đứa bé. Từng căn phòng trong ngôi nhà được thiết kế chi tiết trên nền đồ họa 3D. Hiệu ứng âm thanh cũng làm tăng thêm bầu không khí ma quái và câu chuyện sẽ trở nên đáng sợ hơn theo từng level. Rất là đúng gu Mi Game nha. Về cốt truyện thì thực sự, The Baby in Yellow cũng không có gì quá nhiều, hay nói thẳng ra là không có gì luôn. Nguyên một game chỉ đơn giản là hành trình, trông trẻ để bất trắc của một thanh niên đầy xui xẻo. Dù vậy, cũng có khá nhiều chi tiết thú vị ở trong game. Theo nội dung chính thức của game, được nhà phát hành tiết lộ thì ba mẹ của đứa nhóc này bận việc, đi vắng một vài ngày nên anh em được họ thuê để trông trẻ. Cơ mà theo Mi Game tôi thì ba mẹ của đứa nhóc chả bận bịu gì đâu. Sau bao ngày sống trong kinh hoàng, họ chịu hết nổi nên bỏ đứa bé ở nhà và chạy trốn luôn. Số anh em đúng là xui, bao nhiêu đứa nhóc ngoan hiền thì không nhận mà lại nhận ngay đúng đứa bị quỷ ám. Nhiệm vụ đầu tiên của anh em là cho thằng nhóc uống sữa. Uống sữa no rồi thì anh em mang nó đi thay tã và điều kỳ lạ đầu tiên đã xảy ra. Vừa để thằng nhóc lên bàn thay tã có được một giây trước, quay lưng đi lấy tã một phát, nhìn lại thì nó đâu biến mất tiêu. Bằng một cách nào đó, thằng nhóc đang ngồi ở cầu thang, anh em nghĩ chắc nó bò ra đây thôi, chứ không có gì là lạ đâu. Anh em thay tã, ấp nó lên phòng và cho nó vào trong nồi. Tới đây anh em thở phào nhẹ nhõm vì thằng oắt con này đã đi ngủ và quay xuống dưới nhà xem tivi. Ngồi xem chưa được bao lâu thì thằng nhỏ bỗng nhiên khóc thét lên. Anh em lên phòng xem thì lạ lùng thay, thằng bé lại không ở bên trong. Và tiếng khóc giờ đây phát ra từ dưới nhà. Tới đây thì anh em bắt đầu rùng mình đi xuống dưới nhà và mừng thay đứa bé ở ngay đó. Anh em phải ấm nó lên phòng 1 cho nó đi ngủ một lần nữa. Và tới đây đêm đầu tiên của anh em kết thúc. Nhưng mà khoan, nếu chịu khó nhìn quanh phòng ngủ thì anh em sẽ thấy một quyển sách trên đầu tủ có tựa đề là làm thế nào để mơ như một vị vua phần 2. Tại sao lại cần phải mơ như một vị vua nhỉ? Trong thần thoại Hy Lạp,
Vị thần tượng trưng cho giấc mơ có tên là Morpheus. Ông có khả năng nhập vào giấc mơ, thường để truyền các thông điệp của các vị thần. Dù Morpheus có thể mang hình dáng của con người khi truyền tải thông điệp, hình dáng thực sự của ông ta là một người giống quỷ với đôi cánh màu đen khổng lồ để di chuyển giữa các giấc mơ. Và anh em đoán xem ai thừa được Morpheus báo mộng nào? Đó chính là những vị vua. Thế nên theo MeGame tôi, quyển sách chắc là của ba mẹ của đứa trẻ. Họ cần phải cho đứa trẻ ngủ như một vị vua để nó có thể được ác quỷ hay thần thánh nào đó ở thế giới bên kia báo mộng thông qua giấc mơ. Chắc lúc anh em quay lại phòng khách để xem TV, nếu nhìn kệ sách thì anh em sẽ phát hiện ra hai quyển sách có tựa đề là Hồ Hali cẩm nang cho khách du lịch và Bí ẩn của Hades. Vậy thì Hồ Hali là gì? Hades là nơi nào? Và nó có bí ẩn gì? Câu trả lời hóa ra nằm trong tiểu thuyết viễn tưởng của nhà văn H.P. Lovecraft, cụ thể là đến từ thần thoại Cthulhu. Cho anh em nào chưa biết thì Howard Philip Lovecraft hay là H.P. Lovecraft là nhà văn Mỹ nổi tiếng của thế kỷ 20. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm kinh dị giả tưởng. Hệ thống thần thoại hoàn thiện mà Lovecraft tạo ra được gọi chung là Cthulhu Mythos. Theo đó thì con người chỉ giống một loài bé nhỏ, yếu ớt. Còn thống trị vạn vật vũ trụ là những sinh vật to lớn, quyền năng và mạnh mẽ hơn. Trong thần thoại Cthulhu, Hồ Hali là một địa danh quan trọng. Nó nằm trên một hành tinh vô danh thuộc cụm sao Hades, cách trái đất 65 năm ánh sáng. Và nơi này gắn liền với một thực thể hùng mạnh có tên là Haster. Haster có hai hình dạng chủ yếu. Một là hình dạng một con quái vật biết bay, kinh dị, với những xúc tu bọc trong lông nhọn để tiêu diệt nạn nhân. Hình dạng thứ hai là mang hình dáng của con người và khoác áo choàng vàng, tên là The King in Yellow. Ủa, mà game này tên gì thế nhỉ? The Baby in Yellow à? Ôi, anh em đã thấy được sự liên quan chưa? Thế nên MeGame tôi tin rằng con quỷ đang ám đứa bé chính là Haster. Có thể hắn ta muốn dùng đứa bé làm cầu nối để dẫn hắn ta xâm chiếm trái đất. Nếu anh em nghĩ MeGame tôi toàn chém gió xạo lìn, thì đây, tôi có thêm một dẫn chứng nữa đây. Sau khi kết thúc đêm đầu tiên, màn hình loading của game sẽ hiện lên một ký hiệu kỳ lạ, màu vàng, xoay tới xoay lui. Đây cũng là một ký hiệu trong thần thoại Cthulhu, tên là Yellow Sign. Nó là biểu tượng ma thuật gắn liền với The King in Yellow. Biểu tượng này tượng trưng cho sự xuất hiện của Haster và các giáo phái tôn thờ Haster. Những nghệ sĩ và những nhà thờ thường là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu bị nguyền rủa này. Nó có thể kiểm soát tâm trí và những người từng nhìn thấy nó. Nghệ sĩ dễ bị ảnh hưởng bởi ký hiệu này à? Quay trở lại tủ sách, có thêm một quyển nữa có tựa đề là Danh tiếng và cách khôi phục danh tiếng. MeGame tôi đoán rằng ba mẹ của đứa bé là nghệ sĩ, có vẻ dính phốt gì đó nên mất hết danh tiếng. Và họ giao kèo với con quỷ Haster, The King in Yellow, mong nó sẽ khôi phục danh tiếng của họ. Vật hiến tế chính là đứa con của họ. Họ đã đổi danh tiếng của bản thân để The King in Yellow có thể nhập vào đứa bé. Đó cũng là lý do vì sao trong suốt 3 đêm, anh em trông đứa trẻ, ba mẹ đứa bé không hề xuất hiện. Họ biết rằng đứa con của mình giờ cũng không thể cứu vãn được rồi, nên để mặc đứa trẻ cho người giúp việc. Và chúng ta đến với đêm thứ 2. Nếu MeGame tôi là nhân vật chính, sau đêm đầu tiên này, đêm hôm sau tôi ứ dám động tới trông thằng ôn con này nữa đâu. Nhưng có vẻ nhân vật chính ngu ngục của chúng ta đêm sau vẫn có mặt và tiếp tục trông đứa bé. Anh em sẽ tìm được một chiếc chìa khóa để mở căn phòng kế bên phòng ngủ của đứa bé. Bên trong là một chiếc bàn với đầy đèn cầy trên bàn và một chiếc máy thu âm. Nói thì hơi dài, nhưng túm gọn lại, nội dung của cuộn băng là lời thú tội của người bố. Ông ta đã để Haster nhập vào đứa con của mình. Và giờ đứa bé được gọi là The Baby in Yellow, sứ giả của Haster. Trong lúc thay tã, chiếc tã bỗng nhiên bay vào phòng ngủ của bố mẹ. Và trên bàn của họ là một chiếc bùa, kèm theo quyển sách, bùa ngải và cách sử dụng để trông trẻ. Cơ mà lúc này chưa cần dùng tới chiếc bùa này đâu, anh em lại đưa đứa bé vào nồi và kết thúc đêm thứ 2 ở đây. Vì lý do gì đó, thanh niên nhân vật chính vẫn quay lại vào đêm thứ 3. Thằng này nó điên mất rồi anh em ạ. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta sẽ không biết rằng đây chính là đêm cuối cùng của anh ta tại trần gian. Bình thường khi đói thì thằng ôn con kia nó khóc thôi. Nhưng hôm nay nó đốt cả bức tường nhà để khắc lên dòng chữ Feed me, hãy cho tao ăn. Hai hòn bi của anh em bắt đầu quíu lại vì sợ. Anh em bắt đầu tức tốc mang bình sữa cho thằng nhóc này. Mở tủ lạnh, cái tủ giờ dài cả 10 mét. Anh em dâng bình sữa lên cho đứa bé và mang nó đi thay tã. Trong lúc loay hoay, đứa bé lộ nguyên hình và hù anh em một phát muốn rớt tim ra ngoài. Chợt nhớ lại chiếc bùa trong phòng ngủ, anh em chạy đi lấy và trục xuất được Haster ra khỏi người đứa bé. May mắn quá đúng không ạ? MeGame cho rằng chiếc bùa này được ba mẹ dùng để kiểm soát Haster mỗi khi hắn ta nhập vào đứa bé. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra rằng chiếc bùa này chỉ có tác dụng nhất thời. Haster vẫn sẽ quay lại và đến một lúc nào đó, chiếc bùa này sẽ không còn tác dụng nữa. Nhưng mà thanh niên trông trẻ của chúng ta lại không biết điều này. Anh chàng bế đứa bé lên phòng, hy vọng nó sẽ ngủ quách đi cho xong chuyện.
nhưng đèn bắt đầu chớp tắt, đứa bé lại hiện nguyên hình và nó bay về phòng của nó. Thay vì quay đầu bỏ chạy thì thanh niên ngu si này lại quyết định tiến tới, và căn phòng ngủ đã bị biến dạng hoàn toàn. Xúc tu trồi lên từ mặt đất, nó bay lên khỏi trần nhà. À, trần nhà không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là một khoảng không vô tận. Ở giữa là một cánh cổng không gian rực lửa, và anh em thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng lên và hút vào trong. La hét cũng vô ích, giờ thứ duy nhất chờ đợi anh em là bóng đêm bất tận đầy đau đớn mà thôi. Câu chuyện về đứa bé quỷ ám trong The Baby in Yellow khiến Mi Game tôi liên tưởng đến một vụ án quỷ ám khác cũng đã gây chấn động và là nguồn cảm hứng cho một bộ phim kinh dị nổi tiếng ở Hollywood. Đó là câu chuyện về cậu bé Rolando. Được biết là câu chuyện có thật đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim kinh dị nổi tiếng The Exorcist. Trường hợp của Rolando, 14 tuổi, là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng quỷ ám. Trên thực tế thì Rolando không phải là tên thật của cậu, nó là một bí danh do giáo hội công giáo đặt để bảo toàn sự riêng tư của cậu. Nếu trong The Baby in Yellow, bố mẹ đã bán đứa con của mình cho ác quỷ Huster, thì ở ngoài đời, cậu bé Do đã từng bị người gì khuyến khích sử dụng một bảng Aoja để cầu cơ, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ, những thế lực muốn đoạt hồn cậu. Việc đoạt hồn bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ như tiếng nước nhỏ giọt, tiếng bước chân và tiếng cào mà không ai có thể tìm được nguồn gốc. Cậu bé mô tả những gì mình đã nhìn thấy là tấm ảnh Chúa Giê-xu trong phòng của bà mình đang rung chuyển một cách bất thường, như thể ai đó đang động đậy đằng sau tấm ảnh. Những vết chảy xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vết giống như được khắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Lúc đầu gia đình nghĩ rằng đó là chuột và gọi dịch vụ khử chuột đến. Nhưng sau những lần khử, tiếng động lại tiếp tục xuất hiện ngày một lớn hơn, ngay tại bức ảnh của Chúa Giê-xu. Roland ở trường thì bị cô giáo cho nghỉ học vì liên tục tạo ra những rung động bàn ghế trong lớp. Bạn học ngồi gần Roland giải thích, cái bàn rung lắc cực mạnh, còn giáo viên thì cứ hét bọn em đừng nghịch bàn nữa. Nhưng bọn em có nghịch đâu, là tại cái bàn cơ mà. Tình hình tiếp tục xấu đi khi mà rung động ngày một mạnh hơn, khiến cả căn phòng của Roland bị rung liên hoàn. Nệm của cô bé dập lên dập xuống, dầm dập, còn các đồ vật trong phòng bay lơ lửng như giữa không trung. Quá mệt mỏi, gia đình Roland quyết định tìm cho bằng được nguyên nhân. Mẹ Roland thì cầu xin Chúa Trời dừng làm hại con mình. Cô đặt ra câu hỏi, liệu đó có phải là người gì đã mất của Roland hay không? Gia đình tìm đủ mọi cách trò chuyện với hiện tượng siêu nhiên này. Gia đình tin rằng dì Roland đang cố xâm nhập vào cơ thể của cậu bé. Họ liên lạc với một giáo sĩ địa phương để cùng tìm hiểu. Khi ông ta mới đến thì Roland lúc đó đang rầu rại trên giường, bất ngờ thét lên bằng tiếng Latin. Vì giáo sĩ trông như hết hồn, sau khi nghe cậu thét, ông liền bảo gia đình phóng xe đưa Roland ra nhà thờ để trừ tà quỷ. Tuy nhiên để có thể thực hiện được nghi lễ trừ tà, cậu bé bắt buộc phải ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Roland thì đang nôn mửa, mệt mỏi và chưa ăn uống gì. Họ đưa cậu ta đến bệnh viện đại học Yorktown để chăm sóc. Các giáo sĩ đến bệnh viện để bắt đầu trừ tà. Roland bị buộc chặt chân tay vào giường. Trong lần trừ tà đầu tiên, cậu ta rút được một cái lò xo nệm và văng vào cánh tay của một giáo sĩ, khiến ông ta bị liệt cả cánh tay. Hồ sơ của giáo sĩ ghi rằng, đầu tiên xuất hiện những vết xước trên cơ thể cậu bé sau 4 đêm liên tiếp. Sau đêm thứ 4, những vết xước ngày một dài ra và to hơn. Chúng ngay lập tức trở thành những móng vuốt cao trên cơ thể. Roland chỉ phải ở bệnh viện Yorktown khoảng 5 ngày sau đó, được đưa về nhà. Cậu được kiểm tra sức khỏe kỹ càng bởi các bác sĩ cũng như các nhà tâm lý học. Báo chí địa phương ngay sau đó đưa tin rầm rộ về cậu bé xấu số bị quỷ ám. Nhân chứng cho rằng Roland đã xô ngã một vị linh mục khi họ cố gắng thực hiện nghi lễ. Khi được hỏi người có dám từ bỏ ma quỷ và tà lực của hắn không, cậu lên cơn thịnh nộ điên cuồng. Không lâu sau thì Roland hoàn thành nghi lễ tại nhà thờ địa phương. Gia đình chuyển đến St. Louis, bang Missouri. Có điều gì đó đang chờ đợi cậu bé ở St. Louis khi mà vết cào trong lồng ngực của cậu hiện mờ ra chữ Louis. Dù bất kỳ thứ gì đang ám ảnh Roland, nó còn lâu mới bay đi được, mẹ cậu nghĩ. Trong ngôi nhà mới của mình, cơn ác mộng tiếp tục, đồ đạc, bàn bếp bị lật, sữa và thức ăn bay tứ tung khỏi quầy. Gia đình kêu gọi một vị linh mục khác, cha William Bowden, 52 tuổi. Cha vào và nhìn thấy Roland trong tình trạng khủng khiếp. Cứ mỗi lần cha đọc lời cầu kinh thánh, cô bé chửi rủa và đả kích. Họ đưa cậu đến cơ sở y tế để điều trị. Vào ngày 18 tháng 4, mọi thứ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Cha Bowden đã phủ lên Roland một chiếc huy chương thánh và một cây thánh giá. Cậu ta lại lên cơn điên và bị ghìm bởi 5 người trong phòng. Cha Bowden bảo linh hồn trong cơ thể cậu bé rời ngay. Roland trả lời, Satan, ta là thánh Michael, ta ra lệnh cho người rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ. Toàn bộ bệnh viện nghe tiếng kêu đau đớn của Đô cùng một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa trong không khí. Cơ thể Roland đang bị co thắt dữ dội, đột ngột dừng yên. Một nụ cười nở trên môi cậu bé và nói rằng, nó đi rồi.
Một số người chứng kiến thấy những vết cào xuất hiện trên lồng ngực cậu bé biến mất ngay sau đó. Roland trở lại là một cậu bé bình thường. Sau đó anh đã viết thư cho cha Bowden để cảm ơn, còn nói về việc mình nhặt được một con cún ngoài đường và mang nó về nuôi. Cuộc sống sau đó gần như không còn nguy hiểm nào. Anh theo học tại trường công giáo và trở thành một người sùng đạo. Anh đã kết hôn và có 3 người con. Mọi tài liệu liên quan đến Roland và thậm chí là ngay cả cái tên của cậu đều bị CIA tịch thu lại. Người trực tiếp tham gia vụ trừ tà, cha William Bowden, đốt hết mọi tài liệu về Roland trước khi chết. Ok, và đó là những phân tích về giả thuyết của Mi Game về cốt truyện của Rush. Anh em có thấy hợp lý không ạ? Nếu thấy hay ho và thú vị thì nhớ like, share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nha. Mi Game sẽ lên video mới vào lúc 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần. Vui vui thì lên cả thứ 5 nữa. Anh em nhớ đón xem với subscribe cho tôi nha. Bây giờ thì trước khi kết thúc video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Hương Nguyễn Thùy có hỏi, anh còn mục hỏi đáp câu hỏi của fan không anh Mi Game? Còn này bạn ơi, và câu hỏi của bạn vừa được trả lời luôn. Bạn Dương Bùi Lê có hỏi, khi nào mới được unlock mặt của team Mi Game? 1 triệu sắp là bạn unlock tới cái gì của Mi Game luôn, chứ không phải là chỉ mỗi mặt đâu. Bạn Hao San Ka có hỏi, anh ơi, anh có crush ai không ạ? Chắc là Yua Mikami rồi bạn ơi, cơ mà Mi Game tôi không chịu trách nhiệm. Nếu bạn lên Google tìm tên crush của tôi nha. Anh em muốn bình luận hoặc meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc chế meme cho bạn vào để đăng vào group xạo lìn của Mi Game nha. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui tôi lên cả thứ 5 nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.